Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với bài học tiếp theo trong phần bài học về Java Basic. Trong phần bài học này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn các lớp về Java Utility. Bài học này sẽ cung cấp một số kiến thức cơ bản cho các bạn nhằm mục đích đó là giúp các bạn hiểu thế nào là Java Utility và qua đó các bạn có thể sử dụng được các lớp Utility trong Java để phát triển chương trình. Đây là tổng quan về cấu trúc cho phần thứ nhất trong bài học Java Utility. Phần này gồm có một số nội dung chính như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nghiên cứu Java Utility là gì. Tiếp theo là giới thiệu một số nội dung trong gói Utility bao gồm xử lý với class i5, thao tác file I/O, xử lý dữ liệu vào ra với file text, tức là file thuần ký tự, không có định dạng. Tiếp theo là một số tiện ích để chuyển kiểu từ kiểu chuỗi sang kiểu số và từ kiểu số sang kiểu chuỗi, string casting và number casting, string buffer, string builder, regular expression với các tiện ích dùng cho việc xử lý chuỗi như cộng chuỗi, tìm chuỗi hoặc là định dạng chuỗi. Và nội dung cuối cùng chúng ta tìm hiểu đó là cách tạo ra một số ngẫu nhiên trong Java gọi là random. Ngoài các phần lý thuyết thì các bạn cần phải làm các bài tập thực hành, các bạn phải hoàn thành các bài tập kiểm tra và các bạn cần nghiên cứu những tài liệu liên quan nếu có. Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu phần đầu tiên trong phần bài học về Java Utility. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu Utility là gì. Theo định nghĩa, một class Utility trong Java là một class mà được xác định bằng một tập hợp các phương thức phổ biến. Các chức năng của chúng thường hay được sử dụng. Có lớp tiện ích thì được nằm trong gói java.util của Java. Như trong hình minh họa các bạn đang theo dõi trên màn hình, có rất nhiều các cái utility khác nhau mà Java được hỗ trợ như bitset, date, dictionary hay random. Chúng ta sẽ tìm hiểu một số các lớp utility trong các phần bài học ở phần tiếp theo. Chúng ta tiếp tục phần này với một loại dữ liệu đặc biệt, đó là kiểu enumerate hay chúng ta thường hay gọi là i5. Kiểu i5 là gì? Thì kiểu i5 là một loại dữ liệu đặc biệt cho phép một biến là một tập hợp các hằng số được xác định cho trước. Các giá trị được định nghĩa bên trong một e5 là một hằng số và đặt trong chữ in hoa. Ngoài ra thì những giá trị này ngầm định chúng ta được hiểu là kiểu static. Nếu chúng ta muốn khai báo một e5 là một biến trong một class thì biến này cũng được ngầm hiểu là một static. Tức là gì? Tức là khi các biến khác mà gắn bằng biến ban đầu thì giá trị của các biến được gắn sẽ thay đổi khi chúng ta thay đổi cái giá trị của biến ban đầu. Và cuối cùng, mục đích để chúng ta sử dụng E5, chúng ta sử dụng I5 khi chúng ta cần phải xác định và sử dụng cho một tập hợp cố định các hằng số. Để rõ hơn về vấn đề này thì chúng ta cùng xem xét ví dụ như trong bài giảng các bạn đã theo dõi. Ở đây chúng ta sẽ có hai lớp, đó là class day và class E5 example. Với class day thì chúng ta khai báo là class E5 và với các hằng số là Sunday, Monday cho đến Saturday. Trong đó chúng ta có phương thức là get day và set day. Vậy thì chúng ta sẽ truy xuất giá trị của E5 như thế nào? Các bạn chú ý trong ví dụ E5 example. Ví dụ chúng ta muốn truy xuất cái giá trị của Monday thì chúng ta khai báo một cái biến là day. Sau đó chúng ta lấy day.Monday. Và muốn truy xuất giá trị của Monday thì chúng ta chỉ cần lấy phương thức là day.getDay. Như vậy thì chúng ta đã biết cách khai báo một E5 và chúng ta biết cách dùng E5 để lấy giá trị là như thế nào. Trong phần bài học này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách thức Java thao tác với một file plaintext, tức là file chứa thuần các ký tự mà không có định dạng. Như hình vẽ minh họa trong bài giảng, đối với thao tác file thì thông thường sẽ có hai cơ chế như sau. Cơ chế thứ nhất đó là đọc file, tức là chương trình sẽ mở một file trong ổ cứng và đọc dữ liệu của file đó, tức là sẽ đọc dữ liệu và ghi vào bộ nhớ. Thứ hai đó là ghi ra file, thì chương trình sẽ xuất dữ liệu và ghi ra một file, hay chúng ta thường gọi là ghi vào ổ cứng. Việc đọc file thì chúng ta sử dụng buffer reader. Buffer reader là một class, nó như một bộ đệm giữa file và chương trình. Nó là một luồng cho phép dữ liệu đi từ file vào trong bộ nhớ đệm. Sau đó chương trình sẽ đọc từ bộ nhớ đệm để lấy ra nội dung của file. Với quá trình ghi file, chúng ta sử dụng class BufferWriter. BufferWriter cũng như một bộ đệm, nó là một luồng mà cho phép dữ liệu chuyển từ chương trình và ghi ra file. Để trong Java có nhiều cơ chế để chúng ta thao tác với file, đặc biệt là các file không phải file plaintext, tức là file có định dạng rất là phức tạp. Để biết thêm thì các bạn có thể nghiên cứu các tài liệu tham khảo. Chúng ta cùng nhau xem xét ví dụ như các bạn đang theo dõi trong bài giảng. Ở đây chúng ta sẽ có một class là Java File IO. Mục đích của class này là chúng ta sẽ mở một file có tên là a.txt.
sau đó đọc dữ liệu trong file a.txt và chương trình sẽ ghi dữ liệu ra một file khác, đó là file b.txt. Thế cơ chế để chúng ta đọc mở một file a.txt thì chúng ta sẽ sử dụng buffer reader có khai báo là input bằng new buffer reader, và chúng ta sẽ có new một file reader là a.txt. Để ghi nội dung ra file thì chúng ta cũng phải mở một file có tên là file b. Chúng ta dùng buffer writer khai báo biến là output bằng new buffer writer new file reader và chuỗi đưa vào là tên file b.txt. Thì trong vòng loop while là cơ chế để chúng ta lấy nội dung của file text a.txt bằng cách chúng ta dùng input.readline, sau đó chúng ta dùng output.write dữ liệu line mà chúng ta đọc ra, và chúng ta tiếp tục quá trình vòng lặp như vậy. Như vậy tổng kết lại, với việc thao tác cùng với file trong Java thì chúng ta có hai cơ chế là đọc file, ta dùng buffer reader ghi ra một file, chúng ta dùng buffer writer. Trong phần bài học này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cơ chế cutting trong Java. Đầu tiên chúng ta sẽ phải hiểu cutting là gì. Thì cutting là quá trình chuyển đổi dữ liệu từ dạng này sang dạng khác. Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi từ dạng chuỗi sang dạng số và từ dạng số sang dạng chuỗi. Trong Java thì cung cấp rất nhiều các tiện ích để chúng ta thực hiện việc cho việc cutting này. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ bắt đầu với ví dụ mà các bạn đang theo dõi trong bài giảng. Chúng ta sẽ có một class là string number cutting. Trong đó chúng ta thao tác trong hàm main. Trong hàm main này chúng ta khai báo một biến là biến string A. Chúng ta sẽ lần lượt đi thao tác với các cái kiểu dữ liệu primitive, tức là kiểu nguyên thủy, bao gồm byte, short, int, long, float và double. Để chuyển một chuỗi sang kiểu byte, chúng ta sẽ có là byte.parser byte, sau đó vào chuỗi đầu vào. Ở đây chúng ta sẽ chuyển đổi một chuỗi 128 thành dạng byte như các bạn thấy trong dòng đầu tiên của trong hàm main. Để chuyển đổi từ byte sang string thì chúng ta có byte.toString và đưa cái chuỗi byte vào trong hàm toString. Với kiểu sort thì chúng ta cũng có kiểu sort mà chuyển từ một chuỗi là 32767 sang kiểu số sort. Chúng ta dùng phương thức là sort.parserSort. Và tương tự như vậy, từ sort chuyển qua string thì chúng ta dùng sort.toString. Tương tự như vậy thì với các dạng dữ liệu như long, float và double, chúng ta cũng có thể chuyển từ chuỗi string sang cái kiểu dạng số, và ngược lại, chúng ta cũng cutting được từ dạng số sang dạng string như các bạn theo dõi trong ví dụ. Qua đây chúng ta hiểu được thế nào là cutting và các methods trong Java đã cung cấp các cái tiện ích để chúng ta có thể cutting giữa hai dạng chuỗi và số cũng như số và chuỗi với nhau. Trong phần này, tôi cùng các bạn sẽ tìm hiểu về tiện ích mà Java cung cấp cho hai lớp xử lý sâu, String Builder và String Buffer. Thì như ta đã biết, trong Java có một số lớp liên quan đến xử lý chuỗi như là String, String Builder, String Buffer và String Tokenizer. Thì có khi nào các bạn đã có hỏi rằng là tại sao có String rồi lại phải có thêm String Builder và String Buffer? Chúng ta sẽ cùng so sánh String với String Buffer và String Builder. Sự khác biệt đáng kể nhất giữa lớp String và String Builder, String Buffer trong Java đó là đối tượng string là không thể thay đổi, hay chúng ta thường gọi là immutable, tức là không thể thay đổi giá trị. Trong khi đó, hai đối tượng string buffer và string builder lại có thể thay đổi, hay chúng ta gọi là mutable, hay là có thể thay đổi được giá trị. Để làm rõ hơn thì chúng ta cùng xét ví dụ mà các bạn đang theo dõi trên màn hình. Ở đây có một class là string buffer, trong đó chúng ta khai báo một chuỗi là string A, khởi tạo giá trị đầu tiên bằng hello. Bây giờ chúng ta muốn cộng string A này với một chuỗi là world để tạo ra chuỗi hello world. Khi chúng ta cộng chuỗi string A với world, không phải giá trị của chuỗi string A ban đầu bị thay đổi, mà trong Java sẽ phải tạo ra một cái vùng dơ mới để mà lưu trữ cái chuỗi giá trị hello world. Như vậy chuỗi string A sẽ không thay đổi giá trị ban đầu, mà chúng tạo ra một vùng nhớ mới để lưu trữ giá trị mới có giá trị là hello world. Tiếp theo chúng ta sẽ khai báo một chuỗi string builder có tên là string builder bằng new string builder và khởi tạo giá trị ban đầu là abc. Chúng ta muốn cộng sâu thì chúng ta có thuộc tính là string builder chấm append. Thì ở đây ý nghĩa của nó khác với class string là ở đây chúng ta không phải tạo ra một vùng nhớ mới để lưu trữ, mà chúng ta sẽ cộng giá trị vào đằng sau của chuỗi abc. Tiếp theo chúng ta cùng xem xét đến phương thức là delete vị trí thứ ba và thứ năm. Đây chúng ta được hiểu rằng xóa chuỗi bắt đầu từ vị trí thứ ba đến vị trí thứ năm. Tiếp theo chúng ta sẽ set phương thức là string builder chấm delete char s 4, tức là xóa ký tự tại vị trí thứ 4. String builder chấm insert
3D chèn một chuỗi D bắt đầu từ vị trí thứ ba, string replace 24 ghi thay thế chuỗi có tên là ghi từ vị trí thứ hai đến vị trí thứ tư, string builder.reverse tức là đảo ngược một chuỗi, string builder set char s 5G tức là chèn ký tự G vào vị trí thứ năm. Thì trên đây là tổng quan về string cũng như string builder, string buffer mà các bạn đã tìm hiểu một số cái method của string, string builder mà Java cung cấp. Hy vọng rằng các bạn sẽ xử lý một cách hiệu quả nhất. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu một khái niệm trong Java đó là regular expression. Thì trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu regular expression là gì. Regular expression là một chuỗi các ký tự, hay hiểu nôm na nó là một cái chuỗi ký tự có quy tắc để mô tả những chuỗi khác tuân theo một quy định mà cho trước. Chuỗi mô tả này thì chúng ta thường gọi là pattern trong Java. Thông thường khi chúng ta mô tả một định dạng chuỗi, tôi lấy ví dụ như password, thì password bao gồm phải có chữ hoa, chữ thường, phải có chữ số, phải có ký tự đặc biệt như a còng đô la, và chúng không có khoảng trắng. Ví dụ thứ hai là email, thì email không có khoảng trắng, phải có a còng và phải có dấu chấm. Như vậy nếu chúng ta dùng một chuỗi cụ thể để mô tả cho hai trường hợp là password cũng như là email thì chúng ta không thể diễn đạt và chúng ta không thể mô tả chung cho tất cả các trường hợp được. Vì vậy thì chúng ta phải dùng một cái biểu thức, thì biểu thức này mô tả chung cho các quy tắc của password hoặc là email, chúng ta gọi chung là pattern hay hay chúng ta gọi là biểu thức chính quy. Thì mục đích của regular expression là gì? Thì chúng dùng để tìm kiếm, chỉnh sửa hoặc là thao tác văn bản nói riêng cũng như là dữ liệu nói chung. Do là làm việc với string thường rất vất vả và đòi hỏi độ chính xác rất là cao. Với regular expression trong Java thì công việc này được đơn giản đi rất nhiều. Chúng sẽ làm giảm cái khối lượng mã lệnh và sẽ làm đơn giản hóa cái việc lập trình. Chúng ta cùng phân tích ví dụ các bạn đang theo dõi trong bài giảng để hiểu rõ hơn về ý nghĩa và cách thức sử dụng regular expression. Thì trong ví dụ này, bài toán yêu cầu như sau là cho một chuỗi ký tự đóng vai trò là password, kiểm tra password có hợp lệ hay không, với điều kiện là chuỗi password phải bao gồm ký tự chữ, ký tự số, có chứa ký tự viết hoa, phải có các ký tự đặc biệt như là a còng, đô la, độ dài tối thiểu phải là 6 ký tự và độ dài tối đa phải là 20 ký tự. Thì nhìn trong ví dụ các bạn thấy chúng ta có một lớp là regular match. Thì trong đây chúng ta khai báo hai chuỗi là password 1 và password 2 được khởi tạo như các bạn thấy trong hình. Và chúng ta khai báo một cái pattern pattern. Chúng ta khai báo một password pattern tức là cái định dạng chuỗi để mô tả cái điều kiện đầu vào như chúng ta vừa thảo luận ở trên, đó là password phải có ký tự số, ký tự viết hoa, phải có ký tự đặc biệt, độ dài tối thiểu phải là 6 và độ dài tối đa phải là 20. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng regular expression trong Java để so sánh password 1 và password 2 có thỏa mãn điều kiện đầu vào hay không. Đầu tiên chúng ta sẽ khởi tạo một cái pattern, đó là có pattern.compiler và chúng ta đưa vào một chuỗi password pattern. Sau đó chúng ta sẽ match để so sánh xem password 1 và password 2 vào có thỏa mãn điều kiện đầu vào với pattern là password pattern hay không. Thì như chúng ta thấy kết quả trả về là với chuỗi password 1 là chúng trả về true, nghĩa là chuỗi password 1 đã thỏa mãn điều kiện đầu vào. Password 2 trả về false, tức là chuỗi password 2 này không thỏa mãn điều kiện đầu vào theo pattern mà chúng ta định nghĩa. Ở đây password pattern có ý nghĩa là gì? Chúng ta xem xét bảng mô tả ở dưới. Ở đây chúng ta có 5 group. Chúng ta sẽ lần lượt xét các group bắt đầu từ group 1. Thì group 1 ở đây thì các bạn sẽ nhìn vào với cấu trúc này thì chúng ta hiểu rằng phải bao gồm ký tự số từ 0 đến 9. Với group 2 thì với cấu trúc này thì chúng ta được hiểu chúng phải bao gồm một ký tự là ký tự chữ. Đến group 3 với định dạng này thì chúng ta được hiểu rằng chúng cần phải có ít nhất một ký tự viết hoa. Đến group 4 thì chúng có ý nghĩa là phải bao gồm một trong các ký tự đặc biệt như là a còng, dấu thăng, đô la và phần trăm. Và cuối cùng group 5 thì chúng ta hiểu được rằng ở đây password đầu vào, độ dài password tối thiểu phải là 6 ký tự và độ dài tối đa của password là 20 ký tự. Thì qua ví dụ này, tôi hy vọng các bạn có thể hiểu hơn về regular expression và ý nghĩa của nó. Thì trong Java hỗ trợ rất nhiều các cái pattern khác nhau để các bạn có thể thao tác với các cái dữ liệu.
Cuối cùng thì chúng ta cần phải nghiên cứu thêm các tài liệu liên quan để hiểu thêm về phần regular expression. Trong gói Java Bundle thì cung cấp cho chúng ta một cái class để mà làm việc với các số được tạo ra một cách ngẫu nhiên. Lớp này chúng ta gọi là lớp random. Random thì đúng với ý nghĩa của nó, tức là ngẫu nhiên. Chúng ta sẽ cùng xem xét ví dụ mà các bạn đang theo dõi trong bài giảng. Thì ở đây chúng ta sẽ có một class tên là Random Class. Trong đó có một phương thức main để chúng ta thực thi cái class này. Thì chúng ta để ý trong phương thức main, đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một class random bằng cách là khai báo random bằng new random. Chúng ta sẽ tạo ra một số số nguyên trong khoảng từ 0 đến 9. Thì hàm khởi tạo chúng ta lấy random chấm next int và tham số truyền vào là 10. Ý nghĩa là chúng ta sẽ tạo ra một số y ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 9. Với hàm random này thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo số ngẫu nhiên đối với kiểu long bằng cách random chấm next long. Tương tự như vậy, chúng ta cũng có thể tạo ra random kiểu by và đến random kiểu float và cuối cùng là random kiểu double. Như vậy, chúng ta đã hiểu random là gì và cách thức sử dụng class random để tạo ra các số ngẫu nhiên. Như vậy, chúng ta đã nghiên cứu xong phần 1 của Java Util. Tôi xin được tóm tắt lại cái nội dung mà chúng ta đã nghiên cứu. Đầu tiên, đó là giờ về Java Util là một tập hợp các phương thức thực hiện phổ biến, các chức năng thường được tái sử dụng. Về enumerate hay còn chúng ta gọi là enum là một loại dữ liệu đặc biệt mà cho phép biến là một tập hợp các hằng số được xác định trước đối với file IO trong Java, chúng để thao tác với các loại văn bản như là đọc và ghi văn bản. Tiếp theo đó là string cutting và number cutting dùng để chuyển đổi số sang chuỗi và chuyển đổi chuỗi sang số. String buffer và string builder dùng để thao tác với string. Chúng ta có nhớ một khái niệm là mutable và immutable. Với string thì là immutable, còn với string buffer và string builder là mutable, tức là chúng ta có thể thay đổi được chuỗi. Tiếp theo đấy là random class dùng để tạo ra các cái số ngẫu nhiên, và chúng ta cùng kết thúc Java Utility phần 1 ở đây.